Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch độc quyền kết tội. Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch họ đã kết tội hãng nước ngọt Coca-Cola sử dụng mở lon Việt Nam hay khui lon Việt Nam là vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Người dân thấy bất bình đặt câu hỏi lý do vi phạm. Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch mới trả lời các bạn cứ thêm dấu mũ và dấu huyền vào chữ lon thì thấy ngay sự vi phạm không trong sáng. Dân mới bực mình nói, tự đầu óc của quý vị đen tối, không trong sáng. Lon Coca-Cola nó đến Việt Nam thì đương nhiên nó trở thành lon Việt Nam. Mở lon Việt Nam là mở lon Việt Nam, khui lon Việt Nam là khui lon Việt Nam. Tiếng Việt quá trong sáng. Những cán bộ, nhân viên làm việc cho Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch không biết trả lời ra sao với dân nhưng vẫn bắt buộc hãng Coca-Cola phải thay thế. Hoặc phải rút bỏ quảng cáo. Ngày hôm nay, trên đài truyền hình Uni Network, họ lấy Avatar Mu Việt Nam tổ chức cuộc thi Miss Universe dịch ra tiếng Việt là Hoa hậu Hoàn Vũ ở Việt Nam để chọn người đẹp nhất, giỏi nhất ở Việt Nam để dự thi Miss Universe. Tôi chụp được hai tấm hình, một tấm hình ghi rõ ràng Mu Việt Nam, hai các người đẹp đến từ các tỉnh thành của Việt Nam. Theo lẽ Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch phải xử đẹp vụ này mới phải chứ, vì ai cũng hiểu rõ nghĩa của Mu Việt Nam vì nó hủy tuẹt, nó trắng trợn, không ẩn ý. Có lẽ Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch đang làm ngơ, coi như không nghe, không thấy, không biết. Hay luật pháp Việt Nam chỉ dành để xử dân, không xử cán bộ cộng sản làm truyền thông?